Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 15 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp đoàn Ấn Độ sang tìm hiểu hợp tác đầu tư. Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tại Sở Công Thương về việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết kết luận của Tỉnh ủy. Huyện Phù Cừ tổ chức cưỡng chế hai hộ bàn giao mặt bằng làm đường 386. Điện lực Hưng Yên sẵn sàng cấp điện ổn định an toàn trong mùa nắng nóng và mưa bão năm 2018. Cần tăng cường phòng trừ sâu bệnh cho lúa giai đoạn thấp thò chỗ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn nghị sĩ bang Assam, Ấn Độ, sang thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại Hưng Yên. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chào đón đoàn đến Hưng Yên tìm hiểu cơ hội hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa bang Assam với tỉnh Hưng Yên. Đồng chí cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ của các bạn Ấn Độ trong công cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam cũng như trong giai đoạn kiến thiết xây dựng đất nước. Nhiều lĩnh vực nông nghiệp của Ấn Độ giúp đỡ Việt Nam trong nhiều năm trước nay vẫn phát huy hiệu quả cao như phát triển cây chè, phát triển đàn bò. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giới thiệu những nét khái quát về vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội, các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Hưng Yên là hoa, cây cảnh, cây ăn quả, cây dược liệu để hai bên hợp tác trao đổi giữa hai địa phương. Tiếp đó, đoàn đã đi thăm tìm hiểu thực tế vùng trồng cây ăn quả, cây dược liệu tại huyện Khoái Châu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Công Thương về việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết kết luận của Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận buổi làm việc, trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu tập thể lãnh đạo và từng cá nhân trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, tham mưu đề xuất chúng và hiệu quả với cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả công tác trên lĩnh vực công thương cũng như việc quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp ở các huyện. Chú trọng quảng bá xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng cây ăn quả, sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh. Quản lý tốt việc giao thương buôn bán tại các chợ và trung tâm thương mại trong tỉnh, đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2018. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh đã thảo luận thống nhất kế hoạch phối hợp tuyên truyền về công tác dân vận năm 2018. Trong đó, trọng tâm là việc thực hiện năm dân vận chính quyền, thúc đẩy sự chuyển biến của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong cải cách hành chính, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, phong trào thi đua dân vận khéo, hoạt động giám sát phản biện xã hội. Đồng thời tổ chức chấm điểm các tác phẩm tham gia cuộc thi báo chí về tấm gương dân vận khéo. Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2018. Sáng nay, huyện Phù Cừ đã tổ chức hỗ trợ thi công thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường DT386 chạy qua địa bàn xã Tiên Tiến. Đầu giờ buổi sáng, các ngành chức năng của huyện Phù Cừ đã tiếp tục tuyên truyền vận động ông Trần Quang Hè ở thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường tỉnh 386 và kè gia cố mái ta luy đoạn từ thị trấn Trần Cao đến bến phà La Tiến. Gia đình ông Trần Quang Hè có diện tích đất thu hồi là 101,5 m², tổng kinh phí bồi thường là 156 triệu đồng. Sau khi được tuyên truyền vận động giải thích các quy định của pháp luật về công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, gia đình ông Hè đã đồng ý ký biên bản bàn giao mặt bằng cho huyện và nhận hỗ trợ đền bù theo quy định. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 5, gia đình ông Nguyễn Văn Khánh ở thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến có diện tích đất thu hồi là 84,2 m² đã nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho ban giải phóng mặt bằng huyện. Ngay sau khi các hộ bàn giao mặt bằng,
công ty Thịnh Phát, đơn vị thi công dự án đường 386, đã triển khai thi công các đoạn đã được bàn giao mặt bằng. Như vậy, đến hết tháng 5 năm 2078, đường 386 sẽ được thi công xong toàn tuyến. Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên cũng vừa tổ chức họp bàn kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành văn bản quyết định thu hồi đất đối với 4 hộ gia đình có diện tích đất phải thu hồi để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tuyến đường bộ nối 2 cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua địa phận xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên. Theo đó, thực hiện quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng hầu hết các hộ gia đình nằm trong dự án xã Phương Triều đã chấp hành nhận tiền đền bù và bàn giao đất cho dự án xong. Sau nhiều lần họp bàn tuyên truyền vận động, 4 hộ gia đình nằm trong dự án trên không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi đất. Để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công theo đúng tiến độ thực hiện dự án, chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đã họp bàn, ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế đối với các hộ gia đình không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi đất. Trong thời gian ban hành quyết định, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên tiếp tục giao cho các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động các hộ gia đình trên chủ động thực hiện bàn giao đất cho dự án. Mặt khác, giao cho các đơn vị sẵn sàng chuẩn bị nhân lực phương tiện để tiến hành cưỡng chế nếu các hộ trên cố tình vi phạm. Mặc dù huyện Văn Lâm và Ủy ban Nhân dân thị trấn Nhiêu Quỳnh thường xuyên tổ chức giao quân giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại khu vực bến xe Nhiêu Quỳnh, nhưng chỉ được một thời gian, tình trạng tái lấn chiếm lại tiếp tục tái diễn. Nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do sự buông lỏng quản lý của cấp chính quyền cơ sở trong việc chống tái lấn chiếm sau giải tỏa. Tại khu vực trên đã mọc lên hàng chục lều quán lấn chiếm hành lang giao thông. Tình trạng lấn chiếm đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Các phương tiện giao thông đậu đỗ tràn lan đã gây cản trở giao thông, đặc biệt gây cản trở cho các xe buýt vào đón trả khách. Ngã tư thị trấn Như Quỳnh là một trong những khu vực phức tạp nhất trên tuyến quốc lộ 5 đi qua địa bàn tỉnh. Do đó, đề nghị huyện Văn Lâm và Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh cần có giải pháp giải quyết dứt điểm những vi phạm trên để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Mặc dù đã được phản ánh nhiều lần, song dòng sông Lê Như Hổ đoạn qua địa phận xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân ô nhiễm là do rác thải, nước thải sinh hoạt chăn nuôi của một số hộ dân xung quanh xả trực tiếp ra sông. Bên cạnh đó, một số hộ kinh doanh, công ty may trên địa bàn xã cũng thường xả rác thải chưa qua xử lý ra sông, khiến cho tình trạng ô nhiễm ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mặc dù chính quyền địa phương đã tiến hành cải tạo nhiều lần để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương, nhưng tình trạng ô nhiễm này vẫn không được cải thiện. Một số đoạn đổi pháng tải đặc, rác thải đổi tầy gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Trong những năm qua, bằng nguồn vốn của các cấp và các doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh nhiều nhà máy xử lý nước đã được đầu tư và từng bước nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch cũng như chất lượng nước. Hiện nay, tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh toàn tỉnh đã đạt 94%. Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là 65%. Trên địa bàn tỉnh, có 31 tổ chức đơn vị doanh nghiệp quản lý, 37 nhà máy sản xuất nước sạch cấp cho 45 hệ thống cấp nước tập trung, được phê duyệt quy hoạch cấp nước cho 161 xã phường thị trấn. Bình quân mỗi hệ thống cấp nước cho khoảng 4 xã. Tỷ lệ dân đấu nối dùng nước sạch tại các địa bàn đã lắp đặt đường ống đạt khoảng từ 50 đến 60%. Bình quân mỗi hộ dùng nước từ 6 đến 10 mét khối một hộ một tháng. Các nhà máy cấp nước đã cơ bản cung cấp nước đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đồng thời khắc phục nguồn nước ô nhiễm, thiếu nước ở nhiều địa phương. Trước kia là nhà tôi dùng nước giếng khoan. Độ khoan là độ sâu ở cái khu vực nhà tôi từ 37 đến 43 mét. Nước thì sắt nhiều, dùng coi như là không đảm bảo. Mùa hè thì coi như thế là thời kỳ cao điểm. Là coi như nước tụt xuống không bơm được, thế cho nên là nước là thiếu. Đến năm 2017 thì có cái nhà máy nước sạch coi như dùng về địa phương, thì nhà gia đình nhà tôi bắt đầu dùng từ đấy, rất là đảm bảo, yên tâm về nước, chất lượng nước tốt, đảm bảo coi như là sạch. Tuy vậy, thực tế hiện nay vẫn còn 24 hệ thống xử lý nước ngầm, trong thành phần nước chủ yếu là sắt và mangan. 21 hệ thống sử dụng nước mặt, trong đó có 9 hệ thống sử dụng sông Bắc Hương Hải vốn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, hàm lượng amoni, benzamat cao không đạt quy chuẩn. Trước thực trạng này,
Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và các doanh nghiệp, tất cả các nhà máy nước sử dụng nguồn nước từ sông Bắc Hương Hải phải chuyển nguồn sử dụng sang nguồn nước mặt sông Hồng, sông Luộc, đồng thời đảm bảo chất lượng nước đạt đúng theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Chúng tôi đang tích cực phối hợp với các đơn vị cấp nước để thực hiện chuyển nguồn cấp nước cho toàn bộ 9 nhà máy này chuyển sang sử dụng nước sông Hồng và sông Luộc. Thì theo kế hoạch triển khai và tiến độ triển khai thực tiễn thì hiện nay thì đến ngày 30 tháng 6 2018 thì chúng tôi thực hiện chuyển nguồn xong cho 8 nhà máy. Và nhà máy cuối cùng là nhà máy cấp nước liên xã Hưng Đạo, Minh Hoàng, Ngô Quyền ở các huyện Tiên Lữ và Phù Cừ sẽ thực hiện chuyển nguồn xong vào tháng 12/18. Như vậy, chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được nâng cao và từng bước phấn đấu đạt theo quy chuẩn 01 đối với nước dùng để ăn uống, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, ngành điện Hưng Yên đã hoàn thành các phần việc để sẵn sàng cấp điện tốt nhất cho mùa nắng nóng và mưa bão năm nay. Được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu 27 công ty trong toàn ngành về hoàn thành sớm kế hoạch sửa chữa, nâng cấp lưới điện khi phụ tải tăng cao và ứng phó với mưa bão. Với đặc thù là tỉnh công nghiệp với tổng số 425.000 khách hàng sử dụng điện, trong đó có trên 25.000 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Đây là những khách hàng sử dụng điện chiếm tới 65% sản lượng tiêu thụ điện của toàn tỉnh. Với lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng là gần 332 triệu kWh. Trong mùa nắng nóng này, dự kiến tỷ lệ phụ tải sẽ tăng cao tới 12% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đơn vị sẽ đảm bảo cấp điện an toàn và sẵn sàng khắc phục nhanh nhất khi có sự cố do thiên tai, mưa bão gây ra. Với việc triển khai có hiệu quả các tiêu chuẩn ISO 14000 và sản xuất 5S, đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cấp điện mùa nắng nóng sớm hơn một tháng. Để chuẩn bị cho cấp điện này, thì công ty Điện Hưng Yên đã đưa vào vận hành một số công trình trọng điểm. Thứ nhất là trạm 110 kV Tân Quang, công suất 63.000 kVA và 5 xuất tuyến 3522 kV và trạm 110 kV Văn Giang 2, công suất 63.000 kVA. Và 8 xuất tuyến 3522 kV, công ty đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập an toàn và diễn tập xử lý sự cố song 9 điện lực trên địa bàn của công ty. Được biết, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có 27 đơn vị trực thuộc hiện đang kinh doanh và vận hành lưới điện ở 27 tỉnh phía Bắc. Nhưng Hưng Yên là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất kế hoạch này. Đối với Công ty Điện lực Hưng Yên là một cái đơn vị mà có mức tăng trưởng phụ tải rất cao, trên 12% năm 2017, và có rất nhiều khu công nghiệp cũng như bà con ở đây thì có đời sống khá, cho nên là nắng nóng thì có thể là cái nhu cầu điện sẽ tăng rất cao. Thì Công ty Điện lực Hưng Yên là một trong những cái công ty mà cũng đã chủ động triển khai sớm các cái hoạt động để mà chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện cho mùa hè 2018. Với việc sửa chữa và đưa vào vận hành thêm 2 trạm biến áp 110 kV, lắp đặt mới 54 trạm biến áp hạ áp chống quá tải, xử lý 170 trạm biến áp phát nhiệt cấp cho khu dân cư và bảo dưỡng 189 máy biến áp cấp điện cho các trạm bơm chống úng với tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng, cũng như làm tốt các phương án diễn tập xử lý nhanh sự cố điện. Ngành điện Hưng Yên phấn đấu giữ ổn định điện trong mùa nắng nóng và mưa bão, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chào mừng 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2018. Tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, Hội đồng đội tỉnh vừa tổ chức hội thi chỉ huy đội giỏi tỉnh năm học 2017-2018. 10 thí sinh đến từ 10 huyện thành phố là liên đội trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 3 phần thi lý thuyết, kỹ năng thuyết trình với sự chuẩn bị chu đáo cả về kiến thức và tập luyện. Bên cạnh những câu trả lời nhanh chính xác, các nghi thức đội đều và đẹp, các thí sinh đã mang đến hội thi những tiết mục nhạc kịch hấp dẫn, những tiểu phẩm ý nghĩa xúc động với khả năng thuyết trình ấn tượng, đặc biệt là những vấn đề đang rất nóng như xâm hại tình dục trẻ em, nỗi đau tai nạn giao thông, bạo lực học đường, ô nhiễm môi trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Hoàng Trà My, liên đội trưởng trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ, có phần trình bày tự tin truyền cảm
cùng hình ảnh minh họa ấn tượng xúc động. Hội thi là hoạt động thiết thực của thiếu nhi toàn tỉnh, tạo sân chơi mang tính tập thể và tính tổ chức kỷ luật đội, nâng cao chất lượng hội viên, góp phần xây dựng tổ chức đội ngày càng phát triển. Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Lữ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho trên 460 người bị nhiễm chất độc da cam ở 15 xã thị trấn trong huyện. Các nạn nhân chất độc da cam đã được các y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện khám sức khỏe tổng quát, làm các xét nghiệm cần thiết và cách tư vấn điều trị, luyện tập chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng đối tượng. Đợt này, mỗi nạn nhân chất độc da cam được cấp một số thuốc trị giá 200.000 đồng và quà tặng trị giá 300.000 đồng. Toàn bộ số tiền thuốc và quà tặng nạn nhân chất độc da cam được trích từ quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam của huyện. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ tình cảm với những người đã có những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời động viên chia sẻ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 5, tại đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, đoạn trước cửa chi cục quản lý thị trường tỉnh, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con mang biển kiểm soát 89A04304 đi hướng từ thành phố Hưng Yên đi phố Nối, đâm vào xe ô tô bít chạy tuyến thành phố Hưng Yên Yên Nghĩa của công ty Thái Đăng Long mang biển kiểm soát 89B01272 đi cùng chiều. Hậu quả làm xe ô tô con hư hỏng nặng. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Cũng giống như các vật nuôi khác, nhiệt độ không khí tăng cao sẽ làm cho cá giảm sức đề kháng, phát triển kém và phát sinh nhiều dịch bệnh. Để hạn chế những thiệt hại do nắng nóng, mưa bão gây ra, người nuôi cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật sau. Hàng ngày tiến hành kiểm tra hoạt động bơi lội, bắt mồi của cá, phát hiện những dấu hiệu bất thường để có biện pháp chữa trị kịp thời. Nếu cá nổi đầu liên tục vào buổi sáng hoặc nước trong ao thấp hơn mức quy định dưới 20cm, cần thay nước ngay để tăng hàm lượng oxy trong ao. Duy trì mực nước ao từ 1,5 đến 2m, thả bèo để làm chỗ trú ẩn, tránh nắng nóng cho cá. Vớt bỏ thức ăn dư thừa để tránh ô nhiễm ao đuôi, đặc biệt vào những ngày nắng gắt, cần tăng thời gian quạt nước bơm nước, hạn chế kéo cá để tránh hiện tượng cá bị xây sát, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và gây bệnh cho cá đuôi. Đối với nuôi cá bằng lồng bè ở sông hồ, cần thường xuyên kiểm tra lồng bè gia cố, các mối buộc ốc vít, vệ sinh lồng bè sạch sẽ để nước thoát nhanh, di chuyển lồng nuôi đến những vị trí an toàn kín gió, tránh dòng nước chảy mạnh. Hiện nay thời tiết nắng nóng kéo dài, xen kẽ mưa là điều kiện tốt cho loài dẹp sáp nảy nở phát sinh, hại cây ăn quả như nhãn vải ở huyện Phù Cử. Hiện toàn huyện Phù Cử có trên 90 hectare nhãn vải đang bị dẹp sáp gây hại, tập trung chủ yếu ở các bộ phận lá, ngọn non và cành, trích hút dịch cây, chất dinh dưỡng, làm cho cây sinh trưởng chậm, khô héo, dẫn đến rụng quả ở nhãn vải. Để phòng trừ bệnh, Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Phù Cử đã tiến hành khảo nghiệm thuốc, tập huấn và khuyến cáo bà con tăng cường kiểm tra cây, theo dõi sâu bệnh và tiến hành phun thuốc đặc trị đúng hướng dẫn, liều lượng để khống chế và xử lý kịp thời, tránh lây lan ảnh hưởng đến chất lượng quả. Thời điểm này, lúa xuân đang bước vào giai đoạn thấp thò chỗ. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định tới năng suất, chất lượng khi thu hoạch. Do vậy, ngoài việc bổ sung đủ các chất dinh dưỡng nuôi hạt, bà con nông dân cần đặc biệt chú trọng đến công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại. Ngoài lượng kali và đạm cần thiết đã bón giai đoạn làm đồng, thì khi cây lúa thấp thò trổ bông, bà con cần nhìn màu bộ lá mà quyết định bổ sung thêm một lượng đạm nhất định và lượng kali hay phân bón qua lá để lúa làm đồng được thuận lợi. Lúa thấp thò chỗ là khi đồng ở trong bẹ thoát ra ngoài môi trường mới nên bông rất dễ mắc bệnh. Trong đó, phổ biến là bệnh lem lép hạt. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu một bông lúa bị lép 4 đến 5 hạt thóc thì một sào lúa sẽ bị giảm năng suất 15 kg. Do vậy, bà con cần phun phòng đúng thời điểm trước hoặc ngay sau khi chỗ bông. Từ lúc mà lúa chia vè đấy thì là tôi sử dụng Tisuper với lại chiết, tôi thấy có hiệu quả rõ rệt so với các cái loại thuốc khác. Từ đấy đến giờ là tôi cứ theo kinh nghiệm đấy là tôi sẽ sử dụng cái thuốc đấy.
vừa mang lại là đỡ tốn công, không phải phun đi phun lại nhiều lần và nó có hiệu quả rất là cao. Theo khuyến cáo của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, để bảo vệ diện tích lúa của gia đình, bà con nông dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết. Nếu trời còn âm u, độ ẩm cao hay nắng nóng kèm theo mưa thích hợp cho bệnh xâm nhiễm và phát triển. Hiện tại lúa đang ở cái thời kỳ thấp thoa chỗ. Đây là cái giai đoạn rất là quan trọng để chúng ta bảo toàn được cái năng suất của cả vụ. Ở trong cái thời điểm này thì bà con lưu ý là nên lưu tâm tới các cái đối tượng, đặc biệt là cái bệnh lem nếp hạt ở trên bông. Thứ hai là bệnh khô vằn. Và giải pháp tốt nhất cho các đối tượng này là bà con chúng ta nên chủ động thăm đồng, và khi mà lúa thấp thoa chỗ là bà con chúng ta nên phòng. Và thực tế cho thấy rằng là bà con sử dụng cái tin Super 300 EC ở giai đoạn mà trước và ngay sau cây chỗ thì bà con chúng ta quản lý được các cái khô vằn và lem nếp hạt một cách rất là hiệu quả. Nó không chỉ là giúp chúng ta quản lý sạch bệnh, mà thứ hai nó còn giúp cho cái bông lúa vàng sáng sáng sắc và giúp cho cái việc mà hạn chế được cái lem lép ở trên bông, và từ đó mà bà con chúng ta sẽ có được một cái năng suất ở cuối vụ rất là tốt. Các hộ nông dân cũng cần lưu ý, khi lúa bị sâu bệnh thì phải phòng trừ kịp thời bằng các thuốc đặc hiệu theo nguyên tắc 4 đúng, tuyệt đối không phun thuốc tràn lan gây lãng phí, ô nhiễm môi trường và bùng phát dày cuối vụ.